Đấy, thưa tất cả quý vị, quý vị thấy đây là cái sân mới của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố. Đây, thiết kế lát đá granite rất là đẹp, sang trọng. Đây là những cái công trình kiến trúc Pháp và Huế vẫn giữ. Trước đây thì cái chỗ này là trụ sở của Ủy ban nhân dân thành phố Huế. Ở đây là cái nơi tiếp nhận sách Huế, quý vị này. Thành phố Huế đang dự định là sẽ xây dựng một cái không gian đọc sách. Đây, kiến trúc Pháp. Tòa nhà này nằm trong một tòa nhà cần phải bảo tồn. Trải qua gần cả trăm năm thì những công trình kiến trúc Pháp ở trên đất Huế vẫn rất đẹp. Và nó không, dường như không cảm thấy lỗi thời. Hôm nay thì Lê Quang sẽ đưa quý vị các bạn đến tham quan lại cái ngày hội sen Huế 2004. Nhưng mà trước khi đến ngày hội sen thì sẽ xuất phát từ Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Huế và đi vào tuyến đường đi vào Nguyễn Đình Chiểu. Đây là tuyến phố đi bộ, chính xác là tuyến đường đi bộ. Đấy, sông Hương vào buổi tối, cầu Trường Tiền. Bên này là cái không gian đang tổ chức ngày hội sen Huế. Bên này là không gian ẩm thực. Thank you.
rất tuyệt vời với các nội dung của chương trình lễ khai mạc, chương trình chia sẻ quảng diện về các sản phẩm ẩm thực từ sen. Trong buổi tối ngày hôm nay, xin được mời quý vị cùng thưởng thức một chương trình điểm nhấn, đó chính là chương trình ảo dài show của các nhà thiết kế đại diện ba miền Bắc, Trung, Nam với nhà thiết kế Hà Nội Nguyễn Trí Long. Lấy cảm hứng sức sống mạnh mẽ của sen, nhà thiết kế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Kim Dung với nghệ thuật sắc diều Huế dành cho các em thiếu nhi được ví như những bức sen hồng với tên gọi Phong Hy. Nhà thiết kế nghệ nhân áo dài đến từ Thừa Thiên Huế, nhà thiết kế Diệp Bảo với cảm hứng từ vẻ đẹp các làng quê thanh bình ở Thừa Thiên Huế, nơi có những đồng sen trắng, sen hồng, nhạt hương mọc tự nhiên đang xen giữa những cánh đồng bạc ngát. Và tất cả đều được quy tụ trong đêm buổi tối ngày hôm nay. Và đó cũng chính là lý do của chương trình tối ngày hôm nay. Và bây giờ xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng lãm bộ sưu tập Đình Danh Quê Hương đến từ hai nhà thiết kế Việt Bảo và Trị Long qua phần biểu diễn của QB Model Agency Makeup Fuko Academy. Đặc biệt sự góp mặt của chị Đỗ Ngọc Quỳnh Châu với phần quảng diện ướp trà sen tại sân chỉnh sàn diễn. Xin được mời tất cả quý vị cùng thưởng thức.
Thank you.
Phó Trạch Phong Điền. Và ngay lúc này chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón sự xuất hiện của nhà thiết kế Diệp Bảo, cùng đại diện nhà thiết kế Chỉ Long, ông Phan Thanh Bình. Sân khấu lúc này đó chính là sự xuất hiện của hai nhà thiết kế của chúng ta, và chúng ta vừa chiêm ngưỡng bộ sưu tập áo dài dân gian quê hương cùng với những phụ kiện tuyển sắt đèn vàng Phó Trạch Phong Điền đến từ công ty Hữu Cơ Huệ Việt. Và một lần nữa xin được mời quý vị chúng ta hãy cùng dành cho những nhà thiết kế, những nghệ nhân, những người mẫu của chúng tôi một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? IDC và sự hỗ trợ của chị Quỳnh Châu, một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Nhà thiết kế Kim Dung trên nền nhạc ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời, qua phần biểu diễn của nam ca sĩ Thể Ân và Nhỏ Mậu Nhí, xin được mời quý vị cùng thưởng thức. Thì chị là một người con của thành phố Huế, vậy thì sau một khoảng thời gian thì
sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì chị thấy ngày hôm nay chị quay trở về đây như thế nào và chương trình của chúng ta tối ngày hôm nay ra sao ạ?
vào tay và mở để cùng gửi lời cảm ơn chân thành đến.